Chị cũng nghĩ là chị lại không không cảm thấy chạnh lòng lắm về cái việc đấy, bởi vì là chị với lại khác các cái đôi khác là bọn chị là cùng chung một nhà hát, cùng chung một đoàn, và cái công việc là hoàn toàn là hiểu về nhau. Đấy là một sự may mắn nhỉ. Thì đâm ra chị nghĩ là nếu như là ở một cái người vợ mà không làm trong ngành nghệ thuật, không cùng đoàn thì chắc chắn là sẽ không chịu được đâu. Thế nhưng mà vì là bọn chị lại cùng với nhau, thành ra cái thời gian đi làm chính bọn chị cũng gặp nhau. Đôi khi chị cũng nói đùa anh chị bảo này, tôi mà không ở cùng đoàn với ông, không biết tôi gặp ông vào lúc nào. Nhiều Bởi vì lúc là ông đi từ chị sáng đến đêm đúng không? Ngày này qua ngày khác à? nhiều lúc lúc chị cũng phải nói đùa như thế đấy. Vâng. Đúng là vì đặc thù công việc mà đúng không chị? Đúng rồi. À, cùng đoàn nó có cái lợi, nó cũng có cái hại. Không phải là không đâu. Ví dụ chị không cùng đoàn với chồng. Chồng đi làm việc rồi chồng cái thứ mình không gặp được chồng. Thôi thì nó cũng là cái thiệt thòi. Nhưng nó lại không phải chứng kiến những cái việc mà chồng mình hàng ngày làm. Ví dụ bây giờ nhá, cùng trong vở, chồng mình tập thấy rõ ràng là đấy cô ấy nhá, ôm cô đấy nhá, cảnh này cảnh kia thân mật gần gũi rồi lại đi đóng chỗ này đóng chỗ kia, nó cũng có bao giờ chị thấy rằng cái đấy nó là bất lợi không? Hay là vì mình làm trong nghề mình cũng hiểu, có bao giờ chị có cảm giác là mình cũng khó chịu, cũng cũng ghen tuông? Em nói thật, anh Trung là người rất đào hoa. Không, ghen tuông thì có chứ, hồi trẻ chị ghen khổ ghen sở lên ấy. Ai mà không ghen được đúng không chị? Hồi trẻ là cùng một vai đấy cùng đóng, anh ấy chỉ cần đứng chạm tay vào ai hay đứng gần thôi là mình cũng đã buồn lắm rồi. Thế nhưng mà nó cứ dần dần thì nó quen đi, nó là nghề nghiệp, nó đặc thù công việc của mình thì dần dần mình cũng quen đi, và bây giờ thì mình cảm thấy nó rất là bình thường.